thập trì liên tâm, nhiễm độc trì, nguy cơ không của riêng ai, được giải độc nhanh chóng nhờ chườm gan. Em tên là Nguyễn Đăng Thành, ở Linh Hiệp, xóm 7, Gia Lâm, Hà Nội. Cái khi trước là em còn nhỏ, em đi bắn chim khoảng tầm 15 năm. Thì cái thời kỳ bắn chim em bắn bằng súng hơi và em có ngậm đạn trì nhiều. Thì sau đó nhiễm chất độc trì, người xám xịt hết cả người, cả mặt, mà người sức khỏe nó yếu. Thì em có xem chương trình trên TV giới thiệu thầy Dương Quang Châu, thì có hướng dẫn một bài chườm đá. Trong khi em mua 2 viên đá về thì chườm được thời gian khoảng 1 tuần, thì thấy càng ngày da nó càng sáng đi, mà người thấy nó khỏe mạnh mà nó mềm mại hơn. Thế khi đến khi em chườm được khoảng 1 tháng thì thấy da nó sáng hẳn, và ai cũng ngỡ ngàng bảo làm cái gì mà da sáng thế. Như là nghĩ lại thì mới biết rằng là do chườm đá thì nó bay được cái phần nhiễm độc trì ở trong cơ thể. Hướng dẫn cho một số bà con, một số các dì ở trong gia đình cũng chườm đá, rồi hướng dẫn tập thập trì liên tâm. Thấy các dì rất là tốt, da dẻ các dì cũng khỏe và người khỏe mạnh. Hốp đi anh em, chườm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá chườm gan, cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.